Top 10 trạng thái hoạt động của Dynamic Island trên iPhone 14 Pro. Tính năng này thì mấy ngày nay có quá nhiều reviewer nói về nó rồi, nhưng mà chủ yếu là chia sẻ về cảm nhận, đánh giá chứ chưa đề cập quá sâu vào các cái trạng thái hoạt động của nó như thế nào. Ok, video này tôi sẽ show off nhiều hơn cho anh em về những cái trạng thái hoạt động của Dynamic Island trên iPhone 14 Pro nó sẽ như thế nào nha. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên, đi từ những cái trạng thái cơ bản nhất nha. Tức là chưa có tương tác với ứng dụng gì cả thì anh em có thể chạm vào cái Dynamic Island này để nhìn thấy cái hiệu ứng zoom in, zoom out của nó. Và mỗi khi đè và giữ như thế này á, thì iPhone của anh em nó sẽ rung cái haptic touch lên. Cảm giác nó phê tay lắm. Nói thật là mỗi lần rảnh á, tôi cũng ngồi tôi chạm cái Dynamic Island này thôi là cũng cảm thấy xả stress rồi. Trạng thái 2, mở khóa Face ID. Đây, mỗi khi mở sáng cái hình khóa lên thì Face ID nó sẽ hoạt động với Dynamic Island như thế này. Nhìn nó khá là chán đúng không? Ban đầu mình còn tưởng là nó kiểu Face ID nó sẽ hiện to lên rồi quét khuôn mặt như là trong sự kiện Apple hoặc là demo ấy. Hóa ra là cái trạng thái mở khóa Face ID đó nó chỉ xuất hiện khi mà anh em dùng với những cái app mà cho phép mở khóa hoặc là xác minh bằng Face ID thôi, kiểu như là Telegram hay là bất kỳ các app ngân hàng thanh toán nào khác. Trạng thái 3 đó chính là mỗi khi gọi điện với một ai đó, chẳng hạn như là khi cuộc gọi đến trong lúc mà anh em đang sử dụng điện thoại này, nhìn đẹp phết nhở. Và anh em cũng có thể tương tác với cái Dynamic Island này để trả lời hoặc là từ chối cuộc gọi cũng rất là dễ dàng. Trạng thái 4, nghe nhạc với các ứng dụng phổ biến như là Spotify, nhạc của tôi, Sing MP3 thì nó cũng hoạt động và tương thích tốt với Dynamic Island luôn nha. Điểm chung của trạng thái nghe nhạc là nó đều sẽ như thế này, một bên sẽ là thumbnail của bài nhạc và một bên sẽ là sóng âm của bài nhạc đó, và nó hiện real time luôn. Đè và giữ một cái Dynamic Island này thì nó sẽ hiện một cái pop up để tùy chỉnh bài nhạc rất là tiện, anh em có thể tùy chỉnh rất là nhiều thứ trong này nha. Sử dụng nút bật tắt chế độ im lặng bằng cần gạt thì nó cũng sẽ hiện những cái animation trên Dynamic Island như thế này. Tất nhiên là nó cũng sẽ hoạt động tốt trên cả Always On Display luôn nha. Trạng thái 6, sạc pin cho iPhone thì nó cũng hiện một cái pop-up dài ra như thế này. Nó hiện cả phần trăm pin hiện tại và cũng như là báo luôn cả trạng thái đang sạc nè. Trạng thái 7, đây là animation của trạng thái ghi màn hình trên Dynamic Island này anh em. Khi mà bấm bắt đầu ghi á thì nó sẽ đếm ngược 3 giây ở trên Dynamic Island. Sau đó nó sẽ hiện một cái chấm đỏ cho mình biết là đang quay nè. Đè giữ vào thì nó sẽ hiện số thời gian đang quay được là bao nhiêu. Đồng thời anh em cũng có thể bấm tắt cái ghi màn hình ở đây và nó cũng sẽ hiện cái trạng thái là đã lưu luôn nha. Trạng thái thứ 8, bên cạnh cái ghi màn hình thì cái ghi âm trên con iPhone 14 Pro này nó cũng sẽ tương tác với Dynamic Island tương tự như vậy luôn. Vẫn sẽ có một cái pop-up của Dynamic Island hiện lên mỗi khi mà anh em thoát khỏi ghi âm nè. Nhưng mà cái hay là nếu mình không nói là sóng âm nó sẽ yên tĩnh và nó phẳng như thế này. Còn nếu mà mình nói thì nó sẽ nhảy sóng âm lên như thế này, real time luôn, rất là hay. Đè giữ thì anh em sẽ có thêm một lựa chọn nữa, đó chính là lưu bản ghi âm lại. Ok, trạng thái 9, kết nối với các phụ kiện của Apple. Như ở đây chẳng hạn như là tôi có AirPods 3 này. Khi mà kết nối thì nó sẽ hiện một cái pop-up trên Dynamic Island nhỏ như này thôi. Nhìn cũng khá là đẹp và hay đúng không? Trạng thái 10, đếm ngược thời gian. Cái này Apple họ có demo trong sự kiện ra mắt rồi và mình thì cũng hay dùng cái này nên là share với anh em luôn. Hiện real time với thời gian đang đếm ngược luôn này. Nhưng mà có một cái mà mình không hài lòng ở đây là khi mà nó đếm ngược xong á, nó sẽ hiện ra một cái pop up đồng hồ để thông báo. Trông nó lạc quẻ thật sự. Mình thích nó cái kiểu là nó sẽ tự động hiện Dynamic Island và kết hợp với animation của nó luôn để báo cho mình biết thì nó sẽ ok hơn. Tổng kết lại, trạng thái hoạt động của Dynamic Island thì thật ra nó còn rất nhiều nữa cơ. Nó không chỉ dừng lại chỉ là top 10 như đây mình chia sẻ. Bởi vậy đó cũng là lý do mà mình để là top 10 cộng anh em ạ. Tuy nhiên anh em cũng đừng thần thánh quá cái Dynamic Island này, bởi vì vẫn còn khá là nhiều điểm mà mình chưa thật sự hài lòng với nó. Chẳng hạn như là việc Apple vẫn chưa đồng nhất được các animation của các app và các hoạt động tương tác với iPhone như là tăng giảm âm lượng này, nó vẫn hiện một cái thành bên như thế này. Hoặc là trong lúc mà mình đếm ngược thời gian nhé, nó hiện ra pop-up của đồng hồ như mình đã nói là nó tách biệt hoàn toàn với cái Dynamic Island này luôn. Hoặc là thông báo đến của tin nhắn như là Messenger thì nó cũng hiện dưới cái dạng là pop-up thông báo cũ của iOS thôi, chứ nó chẳng có tí tương tác gì với cái Dynamic Island này cả. Hay thậm chí là pop-up của AirPods cũng vậy nha. Mỗi khi mà muốn kiểm tra pin hay là coi AirPods nó đã kết nối hay chưa thì nó cũng hiện một cái pop-up bình thường như thế này, chứ không phải là tương tác trên Dynamic Island. Mình thì mình lại muốn nó đồng nhất hết toàn bộ những cái animation và toàn bộ những cái hoạt ảnh với những cái gì mà iOS đang có lên cái Dynamic Island này thì nhìn nó sẽ đồng bộ hơn, và cùng với đó cái Dynamic Island nó càng phát huy được cái sự thu hút của nó hơn đối với người dùng iPhone 14 Pro như mình. Anh em cũng cảm thấy vậy không? Nếu cảm thấy vậy để lại phần comment cho mình biết nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Z. Tôi là Cả Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace. Và nếu anh em muốn coi thêm nhiều cái tính năng của Dynamic Island nữa thì có thể follow kênh TikTok của anh nhé nha. Trên đó mình sẽ chia sẻ hơn top 10 thứ ở trên đó luôn.